Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, đến trưa nay 19 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 là học sinh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. 4 ca mắc Covid-19 là học sinh thuộc 3 lớp 5A, 5C và 5D của trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Các bệnh nhân được phát hiện sau khi một học sinh của trường có biểu hiện ho sốt, được test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi phát hiện các ca cá mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch. Đến chiều nay ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng đã truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR đối với 150 trường hợp F1, 1.288 trường hợp F2. Thành phố Thanh Hóa đã cho học sinh trường tiểu học Hoàng Hoa Thám tạm thời nghỉ học, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR mẫu gộp đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đồng thời thực hiện phong tỏa diện hẹp tại các cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, đảm bảo không sót lọt các trường hợp nguy cơ. Đến chiều ngày 18 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 1,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 72,39% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Thanh Hóa cũng vừa nhận thêm hơn 880.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 3 loại Moderna, Verocell và Pfizer, nâng số vaccine được phân bổ cho địa bàn đến thời điểm này là hơn 3,4 triệu liều. Thanh Hóa hiện đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine và không để tồn kho vaccine phòng COVID-19. Với số vaccine mới nhận này, tỉnh sẽ tiến hành triển khai tiêm ngay mũi 1 cho người dân và một phần dành tiêm mũi 2 cho nhóm đã được tiêm mũi 1 trước đó ngành y tế Thanh Hóa hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực để triển khai công tác tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Trong một ngày, các địa phương trong tỉnh có thể tiêm được 75.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu huy động tối đa, có thể tiêm được 150.000 đến 200.000 liều một ngày. Sau 2 ngày đêm quyết liệt triển khai các giải pháp thi công gia cố ta luy dương và san gạt đất đá bị sạt lở, vào 21 giờ tối qua 18 tháng 11, tuyến quốc lộ 15C qua địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã được giải phóng toàn bộ mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Theo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, đơn vị quản lý đường bộ đã san gạt xong toàn bộ 10.000 mét khối đất đá sạt lở xuống phần mặt đường, trả lại diện tích di chuyển cho các phương tiện. Ngay trong tối ngày 18 tháng 11, hoạt động vận tải khách và vận tải hàng hóa từ trung tâm huyện Mường Lát đi các địa phương khác trong tỉnh và ngược lại đã trở lại bình thường. Hiện đơn vị thi công đang tổ chức xử lý đất sạt ở khu vực Ta Luy Dương và tính toán phương án xây dựng tường ngăn nhằm hạn chế tình trạng sạt lở tái diễn. Trước đó, như tin đã đưa, tối ngày 15 tháng 11 hơn 90.000 mét khối đất đá từ Ta Luy Dương đã sạt trượt xuống quốc lộ 15C tại km 71 qua địa bàn bản kéo té xã Nhi Sơn huyện Mường Lát khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt. Trên tuyến quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Sơn Lư, Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 6.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Thế, sinh năm 1992, trú tại thôn Cha, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Số ma túy trên vừa được đối tượng mua từ một người đàn ông tại khu vực giáp biên giới với giá 60 triệu đồng để mang về vừa sử dụng vừa bán lại cho người nghiện kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quan Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thế về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt quả tang 5 đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp và bóng cười tại số nhà 305B phố Quang Trung phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa. Tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá còn dính ma túy, một ống tàu cuộn bằng tiền, 6 bình khí loại bình khí bóng cười, 20 xác bóng cười, một bộ tăng âm loa đài và nhiều tăng vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép ma túy này là Nguyễn Đăng Minh, sinh năm 1991, ở phố Lê Thần Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Đấu tranh mở rộng vụ án, công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1996, ở chung cư Techco phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, chính là đối tượng đã bán ma túy dạng đá cho Nguyễn Đăng Minh mang về số nhà 305B, phố Quang Trung tổ chức cho các đối tượng sử dụng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay 19 tháng 11, hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm gồm công an tỉnh, cục quản lý thị trường, sở tài chính, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa đã tiến hành tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính đã bị các lực lượng chức năng tịch thu qua các đợt kiểm tra kiểm soát thị trường thời gian trước đó. Hàng hóa bị tiêu hủy đợt này có 181 mặt hàng gồm các sản phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm như bột mì, bánh kẹo, sữa, mỹ phẩm, thuốc uống, thuốc lá các loại, quần áo, thiết bị điện tử, đồ chơi bạo lực, bài tây, dụng cụ đánh cờ bạc bịp. Tất cả các hàng hóa tiêu hủy đều không có nguồn gốc xuất xứ, không có bản công bố hợp quy, không truy xuất được nguồn gốc, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Sau khi họp bàn, hội đồng tiêu hủy đã lựa chọn hình thức phương pháp tiêu hủy phù hợp theo từng chủng loại hàng hóa, sau đó dùng các biện pháp cắt, nghiền nát, hủy bỏ sản phẩm. Dưới sự giám sát của các thành viên hội đồng, toàn bộ số tăng vật vi phạm hành chính đã được tiêu hủy theo đúng quy trình quy định. Bản tin 18h30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu. Tại thời điểm đột kích, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang bốc rỡ 29 thùng các tông chứa tổng trọng lượng gần 500 kg pháo nổ, 384 cây thuốc lá. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt mua pháo và một số hàng cấm khác. Sau đó các đối tượng này đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía Trung Quốc đặt mua pháo và thuốc lá và thuê người vận chuyển về Lào Cai. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Cục Quản lý Thị trường Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Ca Bang khám xét xe ô tô do ông Lê Văn Biển có địa chỉ thường trú tại thị trấn Ca Bang điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 100 thùng các tông chứa 2.000 chai thuốc bảo vệ thực vật. Trên nhãn có ghi thành phần chứa hoạt chất glyphosate không được phép buôn bán sử dụng tại Việt Nam. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lê Văn Biển khai nhận số hàng trên là của ông Nguyễn Tài Văn thuê vận chuyển từ thành phố Pleiku về huyện Ca Bang. Ông Nguyễn Tài Văn đã xác nhận toàn bộ số hàng trên được ông Thu mua trôi nổi trên thị trường về để bán kiếm lời. Tại đoạn sông N1 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện hai chiếc ghe nghi chở hàng hóa nhập lậu nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, trên hai phương tiện có chở khoảng 50 tấn phế liệu, trong đó khoảng 4 tấn pin điện thoại di động đã qua sử dụng và khoảng 46 tấn nhựa phế liệu được say nhuyễn chứa trong các bao tải. Tại thời điểm kiểm tra, ba người trên ghe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu ba người này khai nhận chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Vũ Linh, chủ vựa phế liệu từ huyện Giang Thành Kiên Giang đến huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang để giao lại cho Nguyễn Văn Luân. Làm việc với cơ quan chức năng, Luân thừa nhận đã thỏa thuận mua số phế liệu trên với giá trên 150 triệu đồng. Công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra kho hàng tại khu dân cư Vạn Tường, phường Hòa Khánh Bắc, Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng sản phẩm là đèn LED các loại, thiết bị điện dân dụng, đèn trang trí, có xuất xứ từ nước ngoài, giá trị ước tính lên đến vài tỷ đồng. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy ủy quyền hợp pháp cũng như chưa có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Hiện Công an quận Liên Triều đang thống kê đối chiếu số hàng hóa trên để xác định mức độ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xử phạt cao tài năng tử hình về tội giết người, trung thân về tội cướp tài sản và 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Cùng bị xét xử trong vụ án, Tòa tuyên phạt Vũ Thị Mừng, vợ năng 6 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hải cốt. Bản án sơ thẩm xác định do nợ tiền anh Cường xong không có khả năng thanh toán, nên sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, năng gọi nạn nhân đến hiệu thuốc ở thành phố Hải Dương và ra tay giết nạn nhân. Tối cùng ngày, năng cùng vợ đưa thi thể nạn nhân đi chôn tại bờ sông Kim Sơn và hơn 2 tháng sau lại đào lên hỏa thiêu. Năng giết người nhằm chiếm đoạt số tiền còn nợ anh Cường. Bị cáo sau đó tự ý quản lý, chiếm đoạt ô tô, đồng hồ, điện thoại. Vợ chồng năng còn đốt xác khiến hài cốt anh Cường thất lạc. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ của website truyền hình thanh hóa.vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 ttv.com Hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và truyền thanh hóa Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại